chỉ nhau năm nào rạch đôi bờ nhai, chỉ hai cửa ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không mến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành như một con đò thủy chung, gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò. Thank you.
trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xin. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn dầm mưa, tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm cầu. Sao hè con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm cầu. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm.
thương thầy phân giữa đêm chờ tin bão xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xin chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người yêu thêm tươi đẹp mong lành để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngát. Chuyện buồn năm đã qua, do
bay muôn phương, biến biệt chẳng ngờ trên trời nước ta. Em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh, em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con người rất dài căn cầu qua đầu, em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa, tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, nay anh sao vui chiếc sao non ngà, tung rinh 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 tung rinh rinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng rõ anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tờ thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đêm. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn chàng. Hoa chi hằng nga chúc tôi ngồi mơ đến ngày về trai đất kia, có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba kệ nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca khúc nhạc tình ta có mọc tung tăng dưới trang, chưa cuối ngẩn ngơ kinh chuyện năm xưa giờ ngồi làm thơ kinh hoài. Hãy hòa đàn ca khúc nhạc tình ta có mọc tung tăng dưới trang, chưa cuối ngẩn ngơ kinh chuyện năm xưa giờ ngồi làm thơ tích hoài, chưa cuối ngẩn ngơ kinh chuyện năm xưa giờ ngồi làm thơ. Trời ơi. Làm gì Lập? Ủa tự nhiên chỗ này là chỗ của Hòa ngồi, bây giờ anh ngồi anh chạng anh ngồi đây vậy? Không có Hòa ở đây, anh ngồi anh lấp đầy khoảng trống cho em bớt cô đơn mà. Hòa bây giờ bỏ em đi làm chị Thiên Hà rồi. Vậy? Chị Như là mẹ Thiên Hà, bây giờ là tới chị Hòa làm chị Thiên Hà. Một người chị Thiên Hà. Đúng rồi. Nhưng người chị Thiên Hà này biết làm gì không? Biết làm nhiều thứ lắm luôn á nha. Làm gì? Biết may đồ nè. Trời ơi. Biết trồng cây luôn hả? Cái trồng cây không quan trọng là biết hái trái cây xuống luôn ghê không? Thì nói chung là mình lấy cái tay mình hái nó xuống thôi. Hái không khéo nó dập cái hay cây. Hay quá. Đó. Cái chị này ghê dữ vậy hả? Biết cuốc đất luôn. Trời ơi chị giỏi quá. Đó, mình chỉ cần ngồi đây mình nhìn lên sân khấu, mình quay trở lại nghe cái thập kỷ mà cách đây mấy ngàn năm. Trời ơi cái thập kỷ. Người chị của truyền thuyết. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đi gặp người chị của truyền thuyết. Xin mời. Chị ơi, bố chị ơi ơi. Sao? Có đứa ăn liếc về. Thằng này làm sao? Sáng em mua một đùm roi thế này này, xong thì nó giật nửa roi của em rồi. Này. Khóc mình phải khóc cho thật vào, khóc thế ai mà người ta xem. Ôi trời ơi. Rồi nè, để chị xử cho. Bố tổ sư thằng nào ăn cắp roi của nhà bà nhá. Bà nói chúng mới biết nhé. Này, bà nói
nhà bà là không có được nhá. Này, ăn phải ăn hết, còn thừa một cọng xôi nào nhá. Bà tìm thấy đứa nào nhá, bà vả cho thì vỡ mồm nghe chưa? Áo màu áo xanh chứng kiến rồi. Chị hai ơi, tôi lại làm sao nữa? Sáng nay em đi mua xôi, có đứa giật hết xôi của em. Rồi lại xôi nữa. Tổ sư đứa nào thích ăn xôi thế? Từ nhỏ đến lớn chưa là được ăn xôi à? Bảo mẹ bảo cha nấu cho xôi nhá. Đừng có thấy nhá, nhà này không có cha không có mẹ, chỉ có con chị này là bắt đầu nhá, bắt nạt hai đứa em nhá. Này, nửa gói xôi. Thằng này cũng lửa gói xôi. Này, thế rốt cuộc là ai lấy xôi? 1, 2, 3. Áo vàng áo xanh không cần chứng kiến cho bà nữa, biết ngay mà. Suốt ngày như thế, cứ như vậy á, làm sao mà chị đi lấy chồng? Trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu không. Chỉ tôi trông dễ thương bán rau chờ cầu đông ngôi à. Vẫn chưa lấy chồng. Người con gái lưng ông có bao người thầm mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chỉ thương hai đứa em với mẹ già còn đâu ơi à, chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ngày, chỉ lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chi buồn mà thương ngôi nhà. Chỉ vẫn chưa lấy chồng. Rồi
bè tôi khuất xa, có một người đàn ông qua. Họ về say chia câu nói bờ xa, nhìn chị tôi dễ thương mới đem lời cầu hôn ấy à. Chị cũng muốn lấy chồng. Hoài Ngân, Viết Học và sự hỗ trợ của Hoa Minzy cùng với hai con lắng nghe cảm xúc của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khải Như ạ. Hòa ơi, từ tập rồi em đánh trống, tập này em hỗ trợ các bạn trong đội của em đóng vai người chị. Thực sự là anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em rất là trong sáng. Và rõ ràng là khi mà em lên sân khấu một cái là em sáng trưng và mọi người phải tập trung vào sự diễn xuất của em. Em diễn rất là từ từ mà từ tốn, và nó có cái câu chuyện ở trong cái diễn xuất của em á. Thực sự là hôm nay anh ngồi ở đây, anh rất thực sự anh rất là quý em và yêu mến em, là bởi vì là em là một người rất là có tâm hồn, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Vậy thì còn tiết mục này của các con thì sao ạ? Chú hơi tiếc một xíu vì ban nhạc không chơi quá nhiều tiết tấu để cho tụi con được phô ra cái chất giọng mộc nhất, nên nó sẽ hơi nguy hiểm cho không chỉ là tụi con đâu mà cả những ca sĩ đã đi hát rồi. Chỉ có những cái tiếng ran, những tiếng dạo nhẹ nhàng như thế buộc lòng người ca sĩ cái giọng hát phải thật là chắc, thật là khỏe. Tụi con có rất là nhiều chỗ hát trên, nhưng quan trọng nhất cái tinh thần và cái tình cảm. Tụi con làm được cái điều mà khiến cho chú phải rơi nước mắt. Cảm ơn ba bạn đã cho một cái tiết mục rất là xúc động ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Các bé sẽ không có diễn xuất được nhiều như Hòa, mà các bé sẽ tập trung vào hát. Nhưng cô thấy được cái cảm xúc của tụi con. Có lẽ vì có cô Hòa ở đó, có cảm xúc ở đó, nên tụi con hát á, nó vẫn có cái gì nó thổn thức trong lòng. Nó thật. Và giống như mình đang nghẹn ngào, mình hát về người chị của mình đó. Chúc mừng các con, chúc mừng cô Hòa, chúc mừng anh Lập nha. Anh Hồ Vị Trung và Diệu Nhi thì có giống như vậy hay không ạ? Anh Trung còn đang lắng động tâm hồn lại với bài hát vừa rồi. Phải công nhận là chú Lập với cô Hòa dàn dựng cái phần trình diễn vừa rồi rất là tốt. Không cần phải là quá nhiều đối với sức của hai tụi con. Nhẹ nhàng khúc đầu rất là dễ thương. Từ từ đưa khán giả giống như cô nè đi vào câu chuyện. Và càng về sau thì càng lắng hơn. Nhưng mà giá như trong giọng hát của hai tụi con thêm một chút xíu tình cảm, cô sắp khóc rồi, cần chút xíu nữa là nước mắt rơi luôn. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn cô ạ. Không còn gì phải nói rồi, rất là sâu sắc và tạo cảm xúc cho Hồ Việt Trung.
Nhưng còn về phần hát á, để bước vào vòng sau nữa thì đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó, một giọng hát phải đầy đủ hơn nữa. Nó phải sâu lắng chút xíu nữa, rắn động lại rồi tụi con hãy hát. Cô Hòa cổ ngồi cho tụi con diễn rất là nhiều. Chú thấy là chạy qua chạy lại là làm gì để tạo cảm xúc cho tụi con á. Nhưng lúc mà cô Hòa tự nó ra đây ngồi nè, thẫn thờ nè, là chị mình đợi chờ chuẩn bị khóc rồi đó. Phải hát cao trào hơn nữa, lúc đó là cảm xúc nó dồn nén lên rồi nha. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ý kiến của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Còn Hòa thì sao? Thật sự là em rất là tin tưởng anh Lập á, cho nên là khi mà anh ấy bảo là Hòa ơi, tiết mục này em sẽ chửi nha. Sao chưa gì mà diễn mà bắt em chửi rồi? Tại vì đây là một ca khúc rất là sâu lắng, nó là hai ca khúc kinh điển. Thì thật sự là khi mà giao cho hai con bài hát này, đây đã là một cái thử thách rồi. Mọi người cứ nghĩ là cái bài hát nhẹ nhàng nè, nó sẽ dễ hát hơn này kia. Nhưng thật ra các con phải tập trung cái giọng hát, và cũng như là mình kể ra một cái câu chuyện ấy, mình kể càng thật thì khán giả mới càng thấm được cái nỗi lòng của mình mà đang kể qua câu chuyện đó. Ngày hôm nay em cũng diễn nên là em chưa nghe được các con của mình hát kỹ càng như thế nào, nhưng mà khi mà tập ấy ạ, các con cũng đã thể hiện được một cái phần nào cái cảm xúc mộc mạc và nỗi lòng mà em muốn truyền tải tới. Cũng qua nhờ lời nhận xét của anh chị thì em sẽ rút kinh nghiệm để nếu các con có lọt vào vòng trong thì mình sẽ tập luyện cho các con nhiều hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn về anh Lập thì anh Lập mới bảo là bây giờ em lên sân khấu thì em phải tạo ra những cái hoạt cảnh ấy để tạo cảm xúc cho hai con. Anh Lập có bảo chương trình chuẩn bị cho em cái cuốc nè, cái giá đựng rau, rồi cái bức thư này kia để em có thể diễn. Thì mấy cái đó là sinh dần đó em. Ngày hôm qua thì em diễn nhưng mà em vẫn chưa có thể nhập tâm vào á. Nhưng mà anh Lập cũng nói với em nhiều, làm em thì làm tốt không lắm biết đó Hòa, thật sự dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rất là dễ thương, Hòa dễ thương. Cái vòng trước đây tụi con có thể hát bằng cái kỹ thuật, nhưng đã vào vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái bài này ban đầu á, Hòa nói với anh á, đúng là nó buồn kinh điển á. Chú sợ lắm, chú sợ cái gì đó nó quá là quỷ mị, nó quá là bi thương đi. Chú nói thôi, bây giờ mình diễn tả một cái câu chuyện ba chị em, nó dí dỏm một chút xíu, mở cảnh là bà chị này bà rất là hung dữ đi chi. Bà hung dữ là bởi vì để bảo vệ các em thôi. Nhưng mà phía sau là cả một câu chuyện của người chị Hòa đó. Làm hết tất cả mọi thứ, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ ban đầu vui nhộn, tiết tấu rất là dữ dội, dần dần mềm mại dần và đưa các con vào trong bài nhạc. Thì đó là một cái món quà mình gói ghém trong đó nhiều cái cung bậc cảm xúc để mang đến cho khán giả. Khán giả mở ra một cái ôi, vừa được cười, vừa được cảm nhận. Đó là một cái món quà rất là quý giá mà tụi con cũng như là cô Hòa và chú gửi gắm cho nó gửi đến cho khán giả. Xin chúc mừng tiết mục này của hai con với sự hỗ trợ của cô Hòa Minzy và chú Huỳnh Lập, có một cái tiết mục rất là đông đầy cảm xúc. Một tràng hốt tay cho hai con. Xin cảm ơn Hòa Minzy.
cho đưa buổi chuối sao hè. Anh mê vợ bé mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con, mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan đến đến. Nước của má nè má. Con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má. Con mong là sau khi mà má nghe thì má sẽ bớt nhớ ba Hương và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát đẹp. Má đẹp lắm má. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má.
Má ơi, má xuống đây chơi với tụi con đi má. Má ơi, má xuống đây chơi với tụi con đi. Con ăn nha. Má tỉnh hả má? Má tỉnh rồi em ơi. Chị hai ơi, má tỉnh rồi. Lấy con. Má giờ má nấu cơm làm sữa cho con bú nha. Ngoan ngoan nào. Đây má đây. Nín. Má thương, bà sắp về nha. Thôi mà chị hai, em nghĩ cái cách này á cũng hữu dụng lắm á chị hai. Nếu mà mình làm như vậy với má hoài á thì có thể má sẽ tỉnh dậy á chị hai. Má sẽ nhớ là tụi mình là ai á chị hai. Ừ, cố gắng lên. Đêm dài nghe tiếng giọng cô dần trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sóng lan ai quán không tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Cha giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại mẹ con ba
phải anh giải phóng quân về thăm xóm nhỏ để nhớ lại ngày nào sống bơm bo còn mịt mờ trong khói lửa người bơm bo sống giữa căm hờn. Các anh đã dựng lại túp lều tránh trơn đổ nát điêu tàn, nghe vang vọng tiếng trình Thái hậu. Đức vua đã về đến hoàng cung và xin được vào diện kiến cùng Thái hậu. Người ra bẩm báo với ngài ngữ rằng ta không được vui, xin ngài ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thì ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kẻo hao mòn ngọc thể.
cảm ơn ngài ngữ đã để lòng lo lắng. Nhưng kể từ bấy giờ ngài chớ bận tâm, đừng giàu cũng để hộ ta nữa. Quyển từ cuốn lục kia đem xé cho rồi, ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai mía. Lên mẹ, con không dám. Ngài không dám từ cửa miệng bờ môi, chứ thật trong lòng ngài đâu kiên nể. Dẫu khi tiên dương ngài còn dám xem thường, thì có nghĩa gì những lời ta giấu? Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Con đã biết tội con rồi, và sẵn sàng chờ lên mẹ phạt rồi. Chỉ cầu mong mẹ tha thứ cho con. Nếu cần gìn giữ kỹ cương, thì chăm rồi mới đáng tội vô nghi. Không cần phải nể kiên gì, ta sẽ thi hành để làm gương. Không dạy được con là tội ở nơi ta. Kìa mẹ, đừng đánh nữa mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, lòng nhỏ dài bên người.
rồi sách chữ luôn, sách thập điều điều gió chính tay ngài ghi chép. Ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp, sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn. Lời dạy của mẫu thân như nước ngọc khuôn vàng, con trẻ xin khắc ghi trong tận cùng tâm. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngài kỳ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt rồi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngày vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không giận, thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi, và coi như ngài đã đói công. Thank you.
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba, thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ tin con. Con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng khắp sâu trọn đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắp sâu trọn đời. Nè em mang đi em. Em mang đấy. Cả đêm sống bóng chớt thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không chị không mua. Chị ơi ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị mua. Sao tụi con đâu nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Mấy nhạc này chú không có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Rồi. Vô. Và theo lời yêu cầu, con xin để cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Bao
đổi, tóc mẹ đã ai màu như dài nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con cùng trao ôi nhớ mẹ làm sao. Hey.
dân đồng giá, một đôi chi ba đồng thôi. Đánh dài mở hàng không đâu bóng hơn đây, đủ màu si ra chi muốn đánh ba chơi khắp cục khắp nơi nhà hàng lớn Sài Gòn. Đánh dài đây, đánh dài. Ơ kìa, sao rộm? Sao em không đi kiếm cách đánh dài đi mà đứng đây khóc hoài vậy? Anh hai ơi, em vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công ổng có trả, mà ổng còn mắng em nặng nhẹ biết bao lời. Trời ơi, sao nghĩ chuyện là sao, kể hai nghe coi. Khách vừa ngồi đây em mời ổng đánh dài, tuy rằng á hai con mắt á ổng cứ nhìn qua nhìn lại mà ổng cũng gật đầu á, miệng bảo ok. Em mới vội vàng ngồi xuống rổ tài cho ổng thức ổng mê, nhưng có ngờ đâu không có một đồng xu còn phải sơm dư cả. Anh hai! Gì vậy em? Anh làm gì vậy? Thì nhạc sung quá anh hai nhảy có gì đâu nè. Thì đó, cũng tại cái bảng mâm bô của tiệm kem phía trước đều giật gâm lập cho lìa. Bỗng có một cô gái đẹp ơi là đẹp đi qua, ông liền nhớ chiếc lò xo xô bàn đứng dậy xi ra dính quần, ông liền nói trầm lôi định chửi em một mạch rồi à đành à đi. Thôi, định luôn tới sáng hay gì á? Thì em tức, em mới ơn. Nhưng mà nghĩ lại á, cũng đâu phải lỗi tại em đâu. Sao em không chạy theo ông khách đã đòi tiền lại? Có, anh đi đi. Đi đâu? Thì á, anh giả làm ông khách, anh đi đi, rồi em đi theo. À, em theo em mới nói thôi. Xin ông dừng lại cho em ba đồng. Ê, trời ơi tụi. Ông quay lại nhìn em với cái mặt hầm hầm. Em tính nói nữa thì ông hất văng luôn cái hộp á, rồi lạnh lùng á cùng người đẹp bước lên xe. Nghe máy nổ á mà em tan gan nát ruột luôn, nhìn đồ nghề á mà nước mắt cứ rưng rưng. Em của anh bị rí bom, tìm đâu mua thuốc kỹ năng đem về. Ủa, em mới nói gì vậy? Thì em nói á là em của anh á bị rét ba hôm rồi. Em tính á là đi đánh giày phụ anh lo cho tụi nó, mà giờ á người ta không có trả tiền rồi làm sao đây? Trời ơi, thân em nè, em còn chưa có lo xong, nghĩ sao đi lo cho em của anh hai vậy? Thôi em đừng có buồn nữa ha, đồ nghề của em á em lượm xong hết chưa? À, anh hai có vài đồng nè,
cầm đỡ đi ha. Rồi theo anh hai á, đi khắp mấy cái nhà hàng gần đây nè, kiếm khách đánh dài ha. Không, em không có lấy đâu. Anh đi bán á, kiếm từ đồng, từ cắp. Anh cho em, rồi lấy cái gì mà ăn? Thì anh đi bán vài bữa là cũng có tiền à, em lấy đi. Không. Em á, em đúng là lì. Lì y như là cái tên mà má em đã đặt vậy đó. Anh nhịn hoài à, có chết chóc gì đâu. Vì anh không có bà con ruột thịt, không họ hàng, cũng chẳng có mẹ cha. Một mình rào phố ngày đêm, nhà anh ở khắp thị thành bao la. Giàu thì xôi bắp bún bò, nghèo thì xôi bắp cũng qua một ngày. Phần em đã no rồi, anh lo mua thuốc cho mấy đứa em. Mua bao vài viên kỹ năng cho em anh uống rồi mình lại đi. Vậy bây giờ hai anh em mình cùng đi kiếm khách đánh dài tiếp ha. Dạ. Đánh dài đây, đánh dài đây. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại bến phà xã Phước Khánh, đoàn tạp kỹ vui nhộn của ông Năm Tài Tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi này nè, đội mão vô nè con. Rồi nè bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen. Ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho bận vừa y chờ. À được, ủa tôi có Thanh, sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt ngồi nghỉ cha thế con. Rồi chuẩn bị nè, đó chuẩn bị chưa? Rồi lên lên lên, vô chuẩn bị nghe. Mở màn. Giặc sấm lâm đang tràn sang cõi bờ, vẫn làm trai ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phu nhân, ta sống lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn đông lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình xe xua kim ngàn đời không. Đã đến lúc ngăn và khu xin giữ lời thề, thì ngàn
xin lỗi bà con nha. Không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ơn bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha. Bữa khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Dạ. Rồi, hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa. Ha, đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ hả? Vậy tôi lột được. Nè. Rồi, ăn chia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi, chút cha ăn sau, tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, trời ơi. Rồi, dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi. Rồi, ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái này á hả? Con chạy cái cảnh này lắm rồi. Xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kém chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em cha ích kỷ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đánh gặp cha, giờ xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi, ai sẽ hát cái vai kép chính này đây? Mà nếu không có ai hát á, thì cha sẽ không có tiền, phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. Đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á, thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi, và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con, mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia bà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con được theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Cha ơi, cha. Con biết thằng Thành nó không phải như vậy đâu cha ơi. Trước khi lên xe nó gửi cho cha bịch tiền với bức thư này nè. Cha, nó kêu cha đọc kỹ nha cha. Cha ơi, cha tha lỗi cho con nha cha. Con biết khi con xa cha, xa anh chị, sẽ làm cho cha, cho anh chị thêm buồn, vì đêm ngày
cho tôi được chữa trị bệnh tình. Thành ơi, cha biết tìm con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính. Hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải hãy xem như chưa từng lắm con ở góc nhờ năm nào. Anh chị đừng buồn vì nay em xa dân, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn giai dùng thơ vì năm già bé bày vỡ văn mùng cho cha mỗi lúc đêm về. Còn bé Tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lâm trọng bệnh, sẽ quay về một ngày không xa. Thành ơi! Mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hỗn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mấy đứa, bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nói là gia nhờ đó. Em đây rồi Thành ơi, về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi, mẹ Hề có thấy Thành không? Con cầu con ơi, đừng bỏ với anh chị. Không có ngõ sâu,
chiều xuân đến mây trầm hương, mỗi hương lòng còn một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mộng. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn những người hẹn, bên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mãi câu đồ dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp mùa giáo. Bếp lửa giáo.